Đằng Giang huyết cổ tự do hồng, tức sông Bạch Đằng là minh chứng đẹp nhất bầu trời lịch sử phương Nam. Biết bao nhiêu lần kẻ thù phương Bắc muốn xâm lược, chúng đều phải chìm trong biển máu. Thưa vị, hiện tại Duy đang đứng ở di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. Trận thủy chiến năm 1288, 80.000 người, 400 chiến thuyền, chỉ trong vòng từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối, mãi mãi phải bỏ mạng tại nơi đây. Khúc sông Bạch Đằng này nhuộm đỏ màu máu. Chưa một dân tộc nào như dân tộc Việt Nam. 21 thế kỷ thì có đến 17 thế kỷ phải gồng mình lên chống trả lại giặc ngoại xâm. Biết bao nhiêu đau thương, mất mát để đổi lại độc lập tự do của Tổ quốc. Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa vị, hiện tại Duy đang đứng ở một trong những địa danh cực kỳ hoành tráng, hào hùng của dân tộc ta. Và đằng sau của Duy đây, đó là ba bức tượng của ba vị anh hùng dân tộc tọa lạc ở di tích lịch sử Bạch Đằng Giang. Thưa quý vị, khu di tích Bạch Đằng Giang nằm ở ngã ba sông Bạch Đằng thuộc thôn Tràng Kênh, xã Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nơi đây cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 20 km về hướng Đông Bắc và cách Hà Nội khoảng 124 km. Khu di tích tiếp giáp với thành phố Uông Bí, Quảng Ninh qua sông Bạch Đằng. Khu di tích Bạch Đằng Giang là địa danh nổi tiếng với 3 trận thủy chiến chống quân xâm lược trong lịch sử nước ta. Những trận chiến đó gắn liền với tên tuổi của các bậc hào kiệt, vua Lê Đại Hành, quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và đức vương Ngô Quyền. Để tưởng nhớ các vị anh hùng dân tộc lập nên những chiến thắng vang dội trên dòng sông lịch sử, người dân đã xây dựng khu di tích Bạch Đằng Giang, một quần thể kiến trúc quy mô bề thế, khang trang trên khu đất đắc địa của dãy núi Tràng Kênh. Đây cũng là vùng đất phát hiện di chỉ khảo cổ Tràng Kênh, là một công xưởng chế tác đồ trang sức bằng đá lớn nhất ở vùng Đông Bắc Tổ quốc, có niên đại cách ngày nay khoảng 3.500 năm. Giá trị lớn nhất của di chỉ này đã cung cấp nguồn sử liệu quý giá góp phần nghiên cứu một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước nói chung và lịch sử Hải Phòng nói riêng thuở ban đầu dựng nước và giữ nước. Khu di tích Bạch Đằng Giang được xây dựng từ năm 2008 đến năm 2018 với các công trình đền thờ Đức Vua Ngô Quyền, đền thờ Hoàng đế Lê Đại Hành, đền thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, chùa Trúc Lâm, đền Mẫu, đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, quảng trường Chiến Thắng. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2021, tại khu di tích Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia, khu di tích Bạch Đằng Giang. Trước khi quý vị xem tiếp, quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh lịch sử mà quý vị muốn Duy tới trải nghiệm. Cảm ơn quý vị. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Thưa vị, hiện tại Duy đang đứng ở di tích lịch sử Bạch Đằng Giang và đồng hành cùng Duy hôm nay là một bạn thuyền binh. Lời đầu tiên thì xin cảm ơn anh Duy Hà Nội Phố đã về đây để tham quan, tìm hiểu, khám phá lịch sử hào hùng của dân tộc của cha ông ở di tích Bạch Đằng Giang. Khi mà một du khách mà đến với di tích Bạch Đằng Giang thì là em sẽ giới thiệu cho toàn bộ du khách biết về nơi đây lịch sử hình thành và ở nơi đây thì có những chiến công như thế nào với lại dân tộc, với đất nước. Thưa anh Duy, là chưa một dân tộc nào như dân tộc Việt Nam. 21 thế kỷ thì có đến 17 thế kỷ phải gồng mình lên chống trả lại giặc ngoại xâm. Biết bao nhiêu đau thương, mất mát để đổi lại độc lập tự do của Tổ quốc. Và về với di tích Bạch Đằng Giang thì em xin lược lại dòng lịch sử Việt Nam một chút. Đó chính là đất nước của chúng ta. Lúc nào cũng phải sang bên nhà Trung Quốc để cống nạp những thứ gì ngon nhất, đẹp nhất và những sản vật tốt nhất. Thậm chí là những người thợ tài hoa của đất nước, của dân tộc ở thời điểm phong kiến, chúng ta cũng phải đều sang nhà Trung Quốc để cống nạp. Và thời đại của vua Lê và chúa Trịnh thì năm 1638 thì đất nước của chúng ta lại cử một sứ thần đi sang đấy để cống nạp. Thì vua Sùng Trinh mới nhìn thấy sứ thần A Nam nhỏ bé như vậy, ra một câu đối rằng: đài trụ trí kim đài di nục, có nghĩa là cột đồng độ, giao chỉ bị diệt vong. Câu thơ đấy mang ý nghĩa là sỉ nhục toàn bộ đất nước của chúng ta, bởi vì đất nước của chúng ta thời điểm đấy không có một người nào đứng lên lãnh đạo, và khi mà lãnh đạo thì cũng chìm trong biển máu. Và cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng cũng bị chìm trong biển máu năm 40-43. Mã Viện dựng nên một cái cột đồng và chúng nhắc lại lịch sử, ý nói rằng đất nước của chúng ta chỉ cần cái cột đồng đổ đấy thì giao chỉ của chúng ta bị diệt vong. Câu thơ đấy chạm vào lòng tự ái tự tôn của dân tộc, của đất nước. Ngay lập tức
sứ thần Giang Văn Minh đối đáp lại bằng một câu thơ rất là hay: Đằng Giang huyết cổ tự do hồng, tức sông Bạch Đằng là minh chứng đẹp nhất bầu trời lịch sử phương Nam. Biết bao nhiêu lần kẻ thù phương Bắc muốn xâm lược, chúng đều phải chìm trong biển máu. Chỉ một câu thơ đấy thôi, vua Sùng Trinh cũng như văn võ bá quan đại thần đùng đùng nổi giận, quyết định moi gan ông ra để xem cái gan của ông to gan lớn mật đến nhường nào mà lại dám sỉ nhục cả thiên triều như vậy. Nhưng chúng cảm thấy khi moi gan ông ra thì chúng cảm thấy nhục nhã, bởi vì từ trước đến giờ không bao giờ ai giết sứ giả hay sứ thần. Ngay lập tức chúng ướp thi hài ông gửi về đất nước Việt Nam của chúng ta. Khi gửi về thì vua Lê và chúa Trịnh đến trước bàn thờ ông và có than rằng: là một sứ thần bé nhỏ, là một người con bé nhỏ của dân tộc, của đất nước đi sang nước lớn, trước câu hỏi, trước câu thơ của vua Sùng Trinh mà luôn đối đáp lại bằng một câu thơ nêu cao niềm tự hào dân tộc, để cho dân tộc và đất nước luôn luôn tự hào. Và cũng chỉ một câu thơ đấy thôi, sứ thần của chúng ta phải bỏ mạng tại nơi đấy. Nhưng câu thơ Đằng Giang huyết cổ tự do hồng chính là dòng sông Bạch Đằng, là dòng sông thiêng, dòng sông minh chứng cho biết bao nhiêu lần thăng trầm của đất nước, của lịch sử, của dân tộc. Và khi đi về đến đây thì em sẽ giới thiệu tiếp đến tượng của ba ngài ở tại quảng trường. Trước tiên, khi mà đi theo đường thủy thì chúng ta đi lên đến quảng trường này thì chúng ta nhìn thấy tượng của ba ngài. Chúng ta có thể nhìn thấy đứng ở giữa Đức Vương Ngô Quyền. Có người hỏi là tại sao không phải đặt từ bên phải sang bên trái, đặt từ bên trái sang bên phải mà lại phải đặt ở giữa. Xin thưa rằng, tại vì Đức Vương Ngô Quyền là người đầu tiên và người công lao lớn nhất trong lịch sử của dân tộc, mở ra các triều đại sau này. Bởi vì sao? Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiện ám hại để cướp chức tiết độ sứ. Một trong 1.000 người con của ông cũng là con rẻ của ông, chính là Đức Vương Ngô Quyền. Lúc này ông đang từ Ái Châu, tức là Thanh Hóa, nghe thấy tin bố vợ mình ám hại như vậy, ông đùng đùng nổi giận, đem quân từ Ái Châu ngược thẳng về phía Bắc. Đi đến đâu ông cũng tập hợp các thổ ti, các hào trưởng, các tù trưởng, những người yêu nước. Xong khi như vậy, ông tiến đến kinh thành Đại Na, giết chết Kiều Công Tiễn, tức là nội ứng. Còn ngoại hợp là sao? Kiều Công Tiễn cầu nhà Nam Hán, bố là Nưu Cung, con là Hoàng Tháo, hai bố con bảo tạo thành thế gọng kìm để xâm lược đất nước của chúng ta. Ngay lập tức chúng đóng những chiến thuyền to lớn xuôi về phương Nam, bám sát vào đất liền. Thì lúc này Đức Vương Ngô Quyền đã nhận định Hoàng Tháo là một đứa trẻ khờ dại, ngông nghênh kiêu ngạo, ngựa non áo đá. Ngay sau khi như vậy thì ông cho những chiến thuyền bé nhỏ của mình đi ra dụ kẻ thù ở cửa Nam Triệu. Và khi chúng nhìn đến những chiến thuyền bé nhỏ như vậy, chúng đuổi cùng giết tận đi đến nơi chúng ta đang đứng chân đây. Tất cả các cánh quân của ông từ sông Thải, sông Chanh, sông Đột Nợn, ở những con sông ngày xưa đánh úp ngược trở lại, bắt kẻ thù đi vào chúng trận địa cọc. Ngày xưa thì chưa có đê điều, thì ở giữa là bãi bồi, còn lại hai bên là hai luồng nạch. Và khi thủy triều lên thì ngập bãi bồi đấy, nhưng khi thủy triều xuống thì toàn bộ hai bên luồng nạch đấy, chỉ qua hai bên luồng nạch đấy mới ra được khỏi cái dòng sông Bạch Đằng này. Ngay lập tức ông dựng đóng đại bản doanh ở Tường Nương Sâm, đóng cọc dưới dòng sông Bạch Đằng dụ kẻ thù. Và chỉ trong vòng một ngày thôi, quân Hoàng Tháo đã mãi mãi phải bỏ mạng tại nơi đây. Một ít tàn quân chạy ra biển về báo mẹ bố là Nưu Cung, bố khóc như mưa, không hiểu tại sao những chiến thuyền to lớn của con như vậy chỉ trong vòng một ngày mà tan tác không còn lại một gì. Công lao của Đức Vương Ngô Quyền lớn nhất chính là từ năm 179 khi Triệu Đản xâm lược An Dương Vương, mãi đến năm 938, sau 1117 năm Bắc thuộc của dân tộc Việt Nam, đất nước chúng ta mới có độc lập, mới có chủ quyền. Nhưng ông chỉ phong làm vương, vương thì theo lịch sử phong kiến lại không tính là vua, bởi vì khi phong làm vua thì mới tính là triều đại đầu tiên. Nhưng vương chỉ là anh vua, em vua hoặc hoàng thân quốc thích. Nhưng chúng ta có thể thấy Đức Vương Ngô Quyền là người khai sinh ra nền văn minh Đại Việt, mở ra các triều đại Đinh, Nê, Lý, Trần, Lê sau này. Sau khi ông thác hóa, ông để ngôi lại cho hai con trai của ông. Lúc này đất nước của chúng ta thì nhiều cơn nguy biến, biết bao nhiêu đạo quân nổi lên. Và 12 đạo quân đấy, có một đạo quân chính là con của Đức Vương Ngô Quyền. Và ngay sau khi như vậy, Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 đạo quân đấy lên ngôi hoàng đế năm 968. Đến năm 979, một viên quan tên là Đỗ Thích ám hại Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng đế thác hóa. Sau khi như vậy thì lúc này Hầu Nhân Bảo và Tôn Hoàng Hưng thấy thái tử Đinh Toàn mới 6 tuổi lên ngôi, ngay tức chúng đệ đơn lên triều đình nhà Tống với một khao khát xâm lược đất nước chúng ta. Chúng được chuẩn y kế hoạch, chúng tiến tuân theo hai đường, một đường thủy và một đường bộ. Và ngay lập tức chúng cũng xuôi theo đường thủy, là xuôi vào bám sát vào đất liền và đi bằng đường biển. Lúc này ở tại chùa Non Nước trong khu vực Ninh Bình, bà Hoàng hậu Dương Văn Nga thấy đất nước ngàn cân treo sợi tóc, bà quyết định trao lại áo Long Cổn, mũ Bình Thiên cho thập đạo tướng quân Lê Hoàn, phong lên làm hoàng đế. Ngay sau khi ông lên làm hoàng đế, ông tiến thẳng quân ra Bắc. Tại nơi đây chúng ta đánh trận đầu tiên với kẻ thù ngày 28 tháng 1 năm 1981. Chúng ta thua mất 1.000 người. Trận Hoa Bộ chúng ta thua mất 2.000 người, cộng với lại gần 400 chiến thuyền. Trước tình hình như vậy, chúng ta phải xuôi cái dòng sông Bạch Đằng này đi thẳng lên khu vực sông Lục Đầu. Chúng ta dựng trại Phủ Nan. Sông Lục Đầu là nơi tập trung của 6 con sông. Trước đây chưa có đê điều thì chỉ cần chiếm được cái khu vực sông Lục Đầu đấy là chúng ta toàn bộ khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ
bị uy hiếp ngay ở tại nơi này. Chúng ta mới tiếp tục một lần nữa dựng trại Phù Nam, đánh cho kẻ thù phải quay ngược trở lại. Chúng chưa hết dã tâm xâm lược, chúng ngược lên dòng sông Thái Bình, tiến lên kinh thành Đại Na. Và trận thủy chiến thứ tư chúng ta đánh ở trên khu vực Hưng Yên. Sau khi như vậy, khi chúng lại rút về dòng sông Bạch Đằng này, quân của Tôn Hoàng Hưng và Hầu Nhân Bảo hợp binh cùng với nhau tiến thẳng đến khu vực sông Lục Đầu. Nhưng lúc này một lần nữa chúng ta tái tạo trận thủy chiến thứ hai, vừa đánh vừa giữ, vừa đánh vừa giữ, và kẻ thù đã lọt vào trận địa cọc. Tương truyền núi U Bò chính là nơi mà Lê Đại Hành hoàng đế đã chém Hầu Nhân Bảo tại chân núi này. Thì năm đến năm 990, triều đình nhà Tống muốn đi sang đất nước nhà chúng ta thị sát xem đất nước nhà chúng ta có lớn mạnh thế nào. Chúng ta chọn 300 chiến thuyền xuôi thẳng sang khu vực Nôi Động, chính là Quảng Đông của ngày hôm nay, đón đoàn sứ giả. Ngay tức thì khi đoàn sứ giả đi sang đất nước của chúng ta, nhìn thấy châu bò đứng ở đầy đường, gươm trên bộ dưới thuyền, quân bộ quân binh sáng loáng cả một vùng, khiến cho kẻ thù phải khiếp sợ. Và trong cái triều đại nhà Tống sau này không dám bén mảng, cũng như không dám xâm lược Đại Cồ Việt. Và thập đạo tướng quân Lê Hoàn, hay còn gọi là Lê Đại Hành hoàng đế, ông đã có công cuộc đánh Tống Bình Chiêm, giữ yên Giang Sơn, bờ cõi đất nước, đưa đất nước ta một trong những thời kỳ. Và cái lễ tịch điền chính là người đầu tiên, chính là ông làm lễ tịch điền, tức là ông quan tâm đến đời sống của nhân dân là như vậy. Đến với trận thủy chiến thứ ba thì em xin được nhắc lại lịch sử Việt Nam một chút nữa. Đó là ngày 4 tháng 10 năm 2013. Một cái thông tin mà toàn bộ hang cùng ngõ hẻm, biên giới hải đảo, người già, người trẻ, đến tất cả mọi người của dân tộc Việt Nam đều hướng tới. Mà một thông tin đấy nhanh đến mức độ từ 6 giờ tối đến 7 giờ tối, tất cả mọi nơi của dân tộc Việt Nam đều biết. Mặc dù có phương tiện thông tin đại chúng hay không có phương tiện thông tin đại chúng, toàn bộ dân tộc Việt Nam đều biết. Đó là thông tin về một người đại tướng năm sao của dân tộc, một đại tướng trong lòng dân tộc, đó chính là đại tướng Võ Nguyên Giáp. Với những câu thơ bất hủ đi vào lòng dân tộc: văn no vận nước văn thành võ, võ thấu lòng dân võ hoa văn, văn và võ hòa như một. Chính là vị đại tướng vì hòa bình. Ông là một trong những người con ưu tú của dân tộc, của đất nước. Mà sau này khi hạ đặt vụ giặt giàn khoan 981 thì kênh truyền hình lớn có hỏi người dân tộc Việt Nam rằng: vụ hạ đặt giàn khoan 981 của Trung Quốc, mọi người dân Việt Nam suy nghĩ như thế nào? Ngay lập tức câu trả lời: đừng bao giờ chạm vào lòng tự ái của dân tộc Việt Nam. Hãy nhìn đám quốc tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp để thấy sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam lớn mạnh như thế nào. Từng bờ sôi ruộng mặt nhân dân Việt Nam đều phải đổi bằng máu, nên nhân dân Việt Nam quyết định luôn luôn giữ vững bờ sôi ruộng mặt, từng tấc đất tất vàng của nhân dân là như vậy. Nhưng theo Hội đồng Hoàng gia Anh, đại tướng Võ Nguyên Giáp xếp thứ 10 trong 10 vị tướng tài giỏi nhất thế giới. Vậy vị tướng thứ 7 là ai? Chính là An Nam Hương Đạo Vương. Tại sao lại dùng từ An Nam Hương Đạo Vương? Bởi vì chúng ta được biết giặc Mông Cổ là một trong những giặc binh hùng tướng mạnh, đạp hết châu Âu, đạp gần bằng châu Á, đánh sạch, giết sạch, cướp sạch, gieo rắc nỗi kinh hoàng lên toàn bộ bản đồ thế giới. Khi nghe thấy giặc Mông Cổ thì toàn bộ những đứa trẻ con ngày xưa ở dân tộc mình, khi nghe thấy bộ giặc Mông Cổ đến cũng tịt khóc, bởi vì chúng đáng sợ như vậy. Nhưng đến lần thứ 3, chúng mang theo 80.000 người, 400 chiến thuyền xuôi thẳng dòng sông Bạch Đằng này đi đến khu vực Vạn Kiếp. Khu vực Vạn Kiếp chính là dòng sông Lục Đầu mà như vừa nãy em đã vừa nói. Và ở nơi đây là một trong những nơi quan trọng. Ở nơi đây 20 vạn quân của Hưng Đạo Đại Vương Trần Công Tuấn, hợp binh của tứ vị vương tử, nhị vị vương Cô Hoàng Thánh, lục bộ nhà Chuẩn, Yết Kiêu, Giã Tượng hay Phạm Ngũ Não, Điện Súy Tôn Thần đều hợp binh cùng với ông, đem quân đưa cho ông. Đến như Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi sau khi trao cây kiếm cho ông còn nói với ông với nội dung như sau: ta trao cho vương cây kiếm này rồi, vương có toàn quyền chỉ huy bất cứ một ai trên Đại Việt, không cứ một ai. Khi trao cây kiếm đấy rồi, Hưng Đạo Vương không khác gì vị vua, bởi vì tướng nơi xa trường có vẻ bất tuân thánh mệnh, chỉ vì giữ Giang Sơn bờ cõi đất nước phải bất chấp tất cả các lệnh của vua hay của chúa, đều phải nghe lời của ông hết. Và sau này ông luồn dưới sau lưng kẻ thù, cắm cọc dưới lòng sông, trận thủy chiến thứ 3 năm 1288. Và quân của Nguyễn Khoái đã cầm cự 12 tiếng đồng hồ với một mong muốn xây dựng xong trận địa cọc. Chúng khi chúng xuôi dòng sông Bạch Đằng này tiến khẩn ra cửa biển thì chúng lại vượt qua bãi cọc Cao Quỳ hay khu vực bãi cọc Nại Xuân của ngày hôm nay được phát nộ của thành phố Hải Phòng. Chúng tiến qua khu vực bởi vì sông Giá trước đây nối với biển. Ngay lập tức ở tại nơi đây chúng ta đánh bắt kẻ thù đi đúng vào trận địa cọc. Và các tướng lĩnh thì quy định với nhau rằng: ta thả cái cánh hoa gạo từ trên khu vực Liên Khê Lưu Kỳ, khi nào cái cánh hoa gạo đấy trôi xuống thì kẻ thù đang rút ra. Và ngay sau lập tức như vậy thì là chúng ta thấy hoa gạo xuống và chúng ta kẻ thù đang rút ra. Trận thủy chiến năm 1288, 80.000 người, 400 chiến thuyền, chỉ trong vòng từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối mãi mãi phải bỏ mạng tại nơi đây. Khúc sông Bạch Đằng này nhuộm đỏ màu máu, chứng minh với lịch sử thế giới rằng Hưng Đạo Đại Vương Trần Công Tuấn không chỉ giỏi trên bộ mà ông còn giỏi ở đường thủy.
sau khi đánh tan hết giặc Mông Cổ, ông còn bảo lại con trai út của mình chính là Hưng Chí Vương ở lại dạy dân sinh cơ lập nghiệp, làm ăn sinh sống, bảo vệ cái khu vực này. Và khu vực đồng bằng Bắc Bộ này, từ vương triều nhà Trần, từ khu vực Thủy Nguyên chạy đến khu vực Kinh Môn Hải Dương, chính là nơi của An Sinh Vương Trần Liễu, chính là bố của ông, đều được mở rộng từ vương triều nhà Trần. Và lịch sử về Bạch Đằng Giang thì chúng ta ở bên đây thì chúng ta có thể nhìn thấy dòng sông Bạch Đằng này dài 32 km, còn gọi là sông Vân Cừ, dưới thì dựng lại trận địa cọc giả để cho các thế hệ trẻ, các em học sinh cũng như mọi người tham quan về đây. Còn các bức tượng này tại sao lại quay ra biển như vậy thì em xin trích thêm cho đoàn một chút. Đó chính là danh nhân văn hóa, nhà tiên tri số 1 của đất nước Việt Nam có những câu thơ bất hủ như sau. Đó chính là câu thơ Phật sáng chúng sinh, Nam Đàn sinh thánh. Đó là Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm đoán Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra ở Nam Đàn, Nghệ An. Và câu thơ thứ hai, biển Đông vạn dặm giang tay giữ, đất Việt muôn đời vững trị bình. Tức là biển Đông chúng ta phải giữ lấy thì đất Việt chúng ta mới trị bình được. Vì vậy tất cả các bức tượng này đều quay ra mặt hướng ra biển với một khao khát, với một mong muốn giữ biển đảo của Tổ quốc, giữ từng bờ sôi ruộng mật của nhân dân. Tượng ở đây thì đứng giữa là Đức Vương Ngô Quyền, cao 8 mét, nặng 40 tấn, chân thì đạp núi, sau thì tựa sơn. Thời điểm đấy áo bào thì rất là nhẹ nhàng, vẫn chỉ là những áo bào thật nhẹ nhàng, cách điệu trước gió, tung bay trước gió. Còn Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn, hay còn gọi là Lê Đại Hành Hoàng Đế, trước ngực ông thì cách điệu mặt hổ phù, tượng trưng cho bậc võ tướng trung thần trở nên hoàng đế, đầu quấn khăn, tay cầm kiếm, tay chống hông, thể hiện uy quyền dũng mãnh, đằng sau tựa sơn. Còn với An Nam Hưng Đạo Vương thì trước ngực cách điệu mặt chim phượng, loan là chim mài, phượng là chim trống. Và trên áo bào của ông cũng như cách điệu của ông là cách điệu bằng tầng mây, thể hiện ông là người rời, ông là một trong những người sinh ra và lớn lên tại đất nước Việt Nam, nhưng tất cả dân tộc Việt Nam đều coi ông là vị thánh cha. Cuối cùng thì em xin kết bằng 4 câu thơ trong tứ phụ, trong tâm linh của người Việt mà coi Hưng Đạo Đại Vương trở thành bậc thánh cha. Đó chính là: Thánh ông có lệnh truyền ra, các quan thủy bộ cũng là chư dinh, hô vang thì chấn động Nam Thành, đánh đông dẹp bắc tung hoành nơi nơi. Hai câu thơ của dòng nội đạo nhà Trần thì có những câu như sau: Bạch Đằng nhất trận chém nó làm ba, phần bỏ giang hà, phần treo ngọn giáo, phần cho cầm thú nó ăn, từ đấy thương dân nhất giai thâu bạc. Dòng sông Bạch Đằng là dòng sông thiêng, vì vậy di tích Bạch Đằng Giang muốn nhắc nhở thế hệ muôn đời con cháu ở nơi đây đã diễn ra 3 trận thủy chiến ác liệt của giang sơn, của đất nước, của dân tộc, và ở nơi đây cũng chứa đựng hồn thiêng của sông núi. Khi đến đây thì em thấy là cái lối vào hai bên thì có là máy xi măng Hải Phòng. Vâng. Còn cái quần thể di tích Bạch Đằng Giang gồm những cái cụm di tích gì? Nơi đây trước đây thì có những cái cọc gỗ, nhưng hiện nay thì chúng ta không khai thác phát nộ. Trải qua hàng trăm năm, hàng nghìn năm thì vẫn còn tồn tại. Nhưng chúng ta khai thác phát nộ thì chúng ta sẽ phải bảo dưỡng, bảo trì. Nó rất là tốn kém, và thứ hai nữa là mình không giữ được lâu dài về cái đấy. Còn cụm di tích Bạch Đằng Giang này, ở nơi đây là quảng trường chiến thắng dựng tượng 3 ngày. Và ở trên núi thì có một ngôi chùa, chính là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thờ vị Pháp Noa, Huyền Quang và Phật Hoàng Trần Nhân Tông, 3 vị tổ của thiền phái Trúc Lâm, với những câu thơ như là: Thanh danh Yên Tử truyền Nam Bắc, chính Pháp Trúc Lâm trụ đất trời. Bởi vì sau khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông thống nhất toàn bộ các dòng thiền, và vương triều nhà Trần đã giúp đỡ Phật giáo cũng như làm cho Phật giáo ngày càng phát triển và hưng thịnh. Còn lại ở bên dưới chúng ta đi qua thì là sẽ có đèn đầu tiên, chính là đèn của Thập Đạo Tướng Quân Lê Hoàn, hay còn gọi là Lê Đại Hành Hoàng Đế. Ngôi đèn thứ hai là chính là thờ An Nam Hưng Đạo Vương. Ngôi đèn thứ ba là đèn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, và đằng sau là đèn thờ Mẫu. Ngoài ra thì đèn thờ Đức Vương Ngô Quyền. Nếu như đi theo đường thủy thì nơi ngôi đèn đầu tiên chúng ta bước vào chính là ngôi đèn của Đức Vương Ngô Quyền, là như vậy. Vâng. Thì đây là đèn thờ Đức Vương Ngô Quyền. Như chúng ta được biết thì ở khắp mọi tất cả các ngôi đình, ngôi đền, ngôi chùa thì thường sẽ là cổng tam quan. Nhưng tại sao ở tại nơi đây lại xây dựng là cổng ngũ quan? Thì dựa theo kinh thành Phong Châu xưa, tức là chúng ta có 5 cổng thành, thì ở tại di tích Bạch Đằng Giang này thì chúng ta cũng xây dựng là 5 cổng, tượng trưng cho 5 cửa thành của kinh thành Phong Châu xưa. Sau khi mà Đức Vương Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán thì là dựng lại triều đại đầu tiên của đất nước Việt Nam. Chúng ta có thể ngầm hiểu đó như là một triều đại đầu tiên của đất nước Việt Nam. Còn một điều đặc biệt nữa đó chính là tượng hai ông voi. Hai ông voi này thì được mang từ đường Nâm, Sơn Tây, Hà Nội, quê hương của hai vua, đó là vua Phùng Hưng và thứ hai nữa Đức Vương Ngô Quyền. Bên trong cung cấm thì có tượng của nhà ngài, thờ quan văn, quan võ và công đồng các tướng sĩ. Bên ngoài trời thì cây hương giữa trời và đất.
Như chúng ta đã được biết thì trong tâm linh của người Việt, tín ngưỡng thờ mẫu là một trong những tín ngưỡng phát triển của đất nước Việt Nam. Và ở tại di tích Bạch Đằng Giang này thì ở đằng sau ngôi đền thờ của Đức Vương Ngô Quyền, chúng ta cũng thờ một ngôi đền thờ Thánh Mẫu. Bên trong thì chúng ta có thể nhìn thấy Tam Tòa Thánh Mẫu, Ngũ Vị Tôn Ông, Tam Vị Thánh Hoàng. Một bên thì thờ Lam Hải Thần Vương. Tại sao lại là thờ Lam Hải Thần Vương mà không phải thờ Đức Ông Trần Triều? Đó chính là ở vì trong di tích này thì đã thờ là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ở ngôi đền riêng của ông. Còn lại thì thờ danh tướng của ông, tức là tương truyền năm 1288 thì sau khi mà dân đi nhìn thấy có một tướng mặc bộ quần áo đỏ, giáp đỏ trôi ra khu vực biển Hòn Dấu mà dân đã tôn cất lập thờ. Và sau này thì khi mà vua quan đi qua lại khu vực đấy thì đã đỡ được mưa tạnh gió hòa. Và vì vậy mà sau này Hải Phòng là cũng thờ Nam Hải Thần Vương. Và trong di tích Bạch Đằng Giang này có phối thờ vào trong Nam Hải Thần Vương, vào trong ngôi đền thờ mẫu. Một bên thì là chúng ta có thể nhìn đến là ban Sơn Lâm Sơn Trang. Sơn Lâm Sơn Trang chính là những người của hội đồng Chúa Mán, Chúa Mường, Chúa Nùng, Chúa Giao, Chúa Tài. Bởi vì ở nơi đấy thì là trước đây những người mẫu mẹ đấy hóa thân thành những bà chúa, dạy dân sinh cơ lập nghiệp, làm ăn sinh sống, bốc thuốc cứu người hay trồng cây, gây rừng là như vậy. Và di tích Bạch Đằng Giang thì có đền thờ mẫu để cho tất cả những người mà hoạt động trong lĩnh vực tâm linh có thể về đây chiêm bái, lễ mẫu, lễ thánh là như vậy. Và đúng với câu thơ là tháng 8 dỗ cha, tháng 3 lễ mẫu, vào những ngày hội của đất nước thì là vào những tháng 3 thì chúng ta lại có thêm được những đoàn về đây là tham quan cũng như là thực hành nghi lễ tín ngưỡng thờ mẫu ở tại nơi đây. Ở trong di tích Bạch Đằng Giang thì chúng ta có thể thấy là một ngôi đền thờ Bác Hồ ở tại nơi đây. Ngôi đền thờ này được xây dựng năm 2015. Đây là ngôi đền thờ đầu tiên của vùng đồng bằng Bắc Bộ mà được xây dựng ở tại thành phố Hải Phòng. Và ngôi đền thờ này thì cũng có kiến trúc như những ngôi đình đền cổ của Việt Nam, trồng riêng 2 tầng 8 mái và ở giữa thì cách điệu hoa sen tượng trưng cho nàng sen quê Bác. Và ngôi đền thờ này thì có một điều đặc biệt, tức là trước cổng tam quan của ngôi đền thờ thì có quốc huy của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và hai bên thì có hai dòng thơ là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công, thể hiện cho một trong những sự phát triển của đất nước Việt Nam. Và chúng ta được biết là Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vô vàn kính yêu của toàn thể dân tộc Việt Nam. Bác ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra đất nước Việt Nam. Bác là một trong những người con ưu tú của dân tộc đã đưa đất nước ta từ thân phận thuộc địa trở thành một nước độc lập tự do, từ những người là nô lệ trở thành người chủ tự do của đất nước. Trong di tích danh thắng quốc gia Bạch Đằng Giang thì ở tại nơi đây thì ngôi đền thờ này là được ngôi đền thờ đầu tiên được xây dựng vào năm 2008 và khởi nền móng đầu tiên cho toàn bộ di tích Bạch Đằng Giang sau này. Ngôi đền thờ này thì bên trong thì thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, bên ngoài thì chúng ta có thể nhìn thấy là thờ Tam Vị Vương Tử, con của ông. Hai bên thì có thờ Nhị Vị Vương Cô Hoàng Thánh ở trong cung cấm. Vì là Nhị Vị Vương Cô Hoàng Thánh một hai người rất là quan trọng, bởi vì là các cô đều là những người con gái nhưng mà lại là những người sẵn sàng cùng với lại vua cha sát cánh để đánh những trận lớn nhỏ trong suốt tất cả những cái trận chiến đấu từ trước đến nay cùng với Đức Thánh Trần Triều. Thì là có nhiều rất nhiều lịch sử ghi chép lại Nhị Vị Vương Cô Hoàng Thánh luôn luôn theo bên cạnh vua cha và cùng với vua cha để đánh trận. Bên ngoài thì tờ Tam Vị Vương Tử chứ không phải Tứ Vị Vương Tử. Bởi vì sao? Bởi vì là trong lịch sử dân tộc ở triều đại thời điểm đấy thì là có một cái tích rằng là nói rằng Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tàng là một trong những người mà có mưu đồ tạo phản. Vì vậy ông đã đuổi ra Vân Đồn, Quảng Ninh. Nhưng nếu xét lại lịch sử của dân tộc, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đuổi Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tàng, tức con trai thứ ba của ông ra đấy, đều có ý đồ. Bởi vì sao? Bởi vì Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tàng là một trong những người thiện chiến, dũng mãnh, nóng tính. Và chỉ có ông đi ra khu vực Vân Đồn đấy thì ông mới kiểm soát được cách đường đi nước bước của phương Bắc và giặc Mông Cổ muốn tiến qua khu vực Quảng Ninh hay tiến qua bãi biển Vân Đồn để vào khu vực của dòng sông Bạch Đằng thì đều phải qua nơi mà ông. Và ở tại nơi đấy thì người dân cũng nói rằng ông đã giúp đỡ nhân dân, tạo dựng cho dân dân và dẹp loa bọn cướp biển ở ngoài đấy để bảo vệ vững chắc phía Bắc của Tổ quốc. Nên là thời điểm mà ở lịch sử ngày xưa có nói rằng là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đuổi người con thứ ba đi ra ngoài đấy với một người mà giỏi nho y lý số và những là một trong những bậc công thần của đất nước, thì từ trước đến giờ thì hổ phụ không bao giờ ăn thịt hổ con. Nên vì vậy khi mà ông đuổi con của mình ra thì mang một ý đồ với mang một ý nghĩa rất là to lớn trong lịch sử đất nước phát triển các triều đại sau này. Và sau này thì binh của Ô Mã Nhi sau khi 300
thuyền Binh Nương của Ô Mã Nhi thì cũng là một trong những Trần Khánh Dư đã đánh ở ngoài khu vực bãi cháy để tiêu diệt hết toàn bộ quân Nương của Ô Mã Nhi là như vậy. Ở nơi đây chính là Trúc Lâm Tự Tràng Kênh. Bên trong thì thờ Phật A Di Đà, hai bên là hộ pháp là An Nam và Ca Diếp, những người truyền kinh sách. Còn bên dưới thì là có bốn vị của dân tộc Việt Nam. Đó chính là Pháp Noa, Huyền Không, Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Ngô Việt Không, Chân Lưu, là bốn vị mà thời điểm vương triều nhà Trần đã giúp Phật Hoàng Trần Nhân Tông thống nhất toàn bộ tất cả các cái dòng thiền và giác ngộ. Và sau này thì cũng chính nhờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông thống nhất được tất cả các dòng thiền của Phật giáo thời điểm đấy mà đất nước chúng ta đã quy về một mối, Phật giáo về một mối và phát triển đến thời kỳ rực rỡ nhất của vương triều nhà Trần là như vậy. Ở trên Trúc Lâm Tự Tràng Kênh này chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ dòng sông Bạch Đằng, toàn bộ quảng trường và phóng tầm mắt ra xa xa. Chúng ta có thể nhìn thấy cả bên khu vực Quảng Ninh, chỉ cách một con sông thôi. Đây là ngôi đền thờ vua Lê Hoàn và có một điều đặc biệt là bên trong cung cấm của nhà ngài, ở hai bên thì có thờ vương phụ vương mẫu, tức là cha mẹ của nhà ngài. Một bên thì thờ là bà Hoàng hậu Dương Vân Nga. Tại sao lại bà Hoàng hậu Dương Vân Nga? Bởi vì khi đất nước ngàn cân treo sợi tóc năm 981 thì chính nhờ bà Hoàng hậu Dương Vân Nga trao lại áo Long Cổn Mũ Bình Thiên cho thập đạo tướng quân Lê Hoàn, phong ông lên làm hoàng đế. Và vì ông lên làm hoàng đế nên ông mới giữ yên được giang sơn bờ cõi đất nước. Còn đây chúng ta có thể nhìn thấy bản đồ của toàn bộ trận thủy chiến năm 981 mà trong lịch sử thì rất ít cung cấp thông tin. Nhưng như chúng ta có thể để thấy là khi mà kẻ thù tiến thẳng vào dòng sông Bạch Đằng này, đi lên khu vực sông Lục Đầu này, như lúc nãy em đã cung cấp cho quý đoàn nhà mình, có thể thấy chỉ cần ngày xưa chưa có đê điều thì chiếm được toàn bộ dòng sông Lục Đầu này là nơi của tập trung của 6 con sông: sông Lục Nam, sông Thương, sông Cầu, sông Đuống, sông Thái Bình và sông Bạch Đằng. Thì toàn bộ khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ, kể cả khu vực thành phố Hà Nội cũng đều nguy hại. Bởi vì sao? Bởi vì nơi đây là một nơi quan trọng, chiếm được khu vực này. Ngày xưa thì chúng ta đi bằng các dòng sông là như vậy. Thế và vì vậy thì ở tại nơi đây, trận thủy chiến năm 981 nữa, ở tại dòng sông Bạch Đằng đã đánh tan quân nhà Tống, chấm dứt toàn bộ cái dã tâm xâm lược của triều đình nhà Tống đối với chính quyền non trẻ của đất nước Đại Cồ Việt. Và khi về với Ninh Bình, đi qua đền thờ của các vua Đinh Bộ Nĩnh thì chúng ta nhìn thấy ngay ở cổng đền của vua Đinh Bộ Nĩnh có chữ Bắc Môn Tỏa Thược, có nghĩa rằng luôn cảnh giới ở phương Bắc. Và sau này thì thập đạo tướng quân Lê Hoàn kế nghiệp ông và đã trở thành một trong những người mà đã có công cuộc đánh Tống Bình Chiêm để giữ yên cho giang sơn bờ cõi đất nước, thu về một mối. Trong ngôi đền thờ của vua Lê Hoàn còn có một vị công thần nữ, một vị tướng nữa, đó chính là tướng Lê Duy Mật, một người con của vua Lê và chúa Trịnh và cũng là hậu duệ của dòng giống nhà Lê. Và ông sau này đã có một công lớn là ông đã lãnh đạo đội quân của mình cố gắng để làm sao lấy được giang sơn bờ cõi đất nước, nhưng mà đều bị chìm trong biển máu bởi vì thời điểm lúc đấy đất nước của chúng ta không được yên bình. Nếu đi đường bộ từ trong cổng di tích Bạch Đằng Giang đi qua đến nơi trước đây, chúng ta nhìn thấy một trụ hồng ngọc có chữ Giang Sang Vượng Khí Bạch Đằng Thâu, thì tất cả các du khách sẽ đặt một câu hỏi: câu thơ này có ý nghĩa là gì? Câu thơ nổi tiếng của Phạm Sư Mạnh nói nên rằng là Giang Sang Vượng Khí Bạch Đằng Thâu chính là khí thiêng của sông núi hội tụ tại nơi đây. Tại sao khí thiêng sông núi hội tụ tại nơi đây? Kính thưa quý đoàn nhà mình, chúng ta có thể biết lịch sử dân tộc Việt Nam trải qua bao triều đại phong kiến và trải qua biết bao nhiêu đau thương và hào hùng, thì ở tại nơi đây dòng sông Bạch Đằng này chứng kiến ba trận thủy chiến ác liệt của dân tộc, mà những trận thủy chiến đấy đều liên quan đến trực tiếp đến vận mệnh giang sơn của bờ cõi đất nước. Vì vậy nên ở nơi đây khắc tên chữ Giang Sang Vượng Khí Bạch Đằng Thâu là nhắc nhở lại câu thơ của Phạm Sư Mạnh nói rằng sông núi hồn thiêng hội tụ lại ở nơi dòng sông Bạch Đằng này. Và mặt bên trái và mặt bên phải thì đều khắc tên và toàn bộ công lao của Đức Vương Ngô Quyền cũng như là khắc công lao của Lê Đại Hành Hoàng Đế. Đằng sau thì khắc công lao của An Nam Hưng Đạo Vương,
chính là Hưng Đạo Đại Vương Trần Công Tuấn. Là như vậy, vườn cuội này thì người ta nói tính rằng là toàn bộ được sóng biển Đồ Sơn chế tác gần 1.000 năm và họ mang về đây, họ dựng lại để vào trong cái vườn cuội cổ này để cho tất cả du khách có thể tham quan, có thể thấy được từ sông nước, từ ngoài biển đảo cho đến tất cả mọi thứ đều quy về một mối với một khát khao, với một mong muốn là đất nước chúng ta mãi mãi yên bình. Như chúng ta có thể thấy đây, trong đây là nhà bảo tàng trưng bày tất cả các hiện vật được khai quật ở khu vực dòng sông, khu vực Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở nơi đây thì chính là những chiến thuyền ngày xưa mà cha ông ta đã ra dụ kẻ thù, và chúng ta lừa cho kẻ thù phải đi vào trận địa cọc của chúng ta. Đây là những chiến thuyền ngày xưa vớt lên từ những khúc sông, chính là những khu vực như sông Giá và dòng sông Bạch Đằng này. Còn lại ở tại nơi đây thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy ba cọc của ba trận thủy chiến năm 938 của Đức Vương Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán, của Lê Đại Hành Hoàng đế đánh tan nhà Tống, và năm 1288 của An Nam Hưng Đạo Vương đánh tan giặc Mông Cổ trên dòng sông Bạch Đằng này. Còn lại thì tất cả một số bảo vật trưng bày ở đây toàn bộ là cung kiếm của các vương triều thời đại ngày xưa được trục vớt, và họ đánh giá đây là vương triều của nhà Trần để là chống Nguyên Mông theo lịch sử đã ghi nhận. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Quý vị hãy bình luận ở phía dưới video để góp ý cho Duy những địa điểm, địa danh quý vị muốn Duy tới trải nghiệm, cũng như quý vị hãy chia sẻ những cảm xúc của quý vị khi xem xong video. Hẹn gặp lại quý vị trong những clip sắp tới. Và nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để khi Duy up lên những video mới nhất, quý vị sẽ không bỏ lỡ chúng nhé.